Chào mừng quý vị trở lại với chương trình nói chuyện Cải lương vào thứ bảy hàng tuần trên kênh Linh Huyền Media. Quý vị thân mến, như lần trước chúng ta đã gặp gỡ và trò chuyện qua phút giây quý báo đó Linh Huyền đã mạn phép thưa cùng với quý vị về một cái ước mơ của Linh Huyền là làm sao để mà xây được cái bảo tàng cải lương Nam Bộ. Thì hôm nay À, chúng ta sẽ cùng đàm luận với nhau để tìm hiểu xem cái bộ môn nghệ thuật cải lương ra đời từ lúc nào và từ bao giờ và ra làm sao. Thế thì trước khi đàm luận về về cải lương, à, quý vị cho phép linh huyền được định nghĩa cái bộ môn cải lương theo cái à, ý tưởng riêng tư của mình. Thì theo linh huyền á, cải lương là một bộ môn sân khấu truyền thống trong đó các điển tích được ca ra bộ bằng kho tàng dân ca và nhạc tài tử nam bộ đó là cái phần định nghĩa riêng của linh huyền thế thì trong cái phần định nghĩa đó chúng ta cũng thấy được là cái lương bắt nguồn từ nhiều yếu tố thứ nhất là ca ra bộ thứ hai là âm nhạc dân ca và thứ ba là âm nhạc tài tử và nó phải được diễn trên sân khấu đó là bốn cái tính chất để mà hình thành cái bộ môn nghệ thuật cải lương. Thế thì uh, uh, chúng ta nói nói về vấn đề uh, đàn ca tài tử trước. Thì uh, theo quý vị cũng đã biết uh, chúa Nguyễn Hoàng có một cái lời di chúc đến với con cháu của mình là phải mở cõi về phương Nam. Uh, cho nên là cứ theo chiều nam tiến mà phát triển văn hóa. Thế thế thì vào vào đầu thế kỷ 10 cuối thế kỷ 18 đầu thế kỷ 19 thì với cái phong trào Cần Vương cũng như là um, uh, các nhà nho sĩ nè, các nhà danh sĩ nè uh, đã từ kinh thành theo chiều nam tiến để mà uh, mở cõi thế thì uh, nhạc lễ cung đình cũng từ đó là hành trang đi theo các vị danh sĩ nho sĩ đó và vào nam thì uh, nói về cái kho tàng âm nhạc tài tử cũng như là cái kho tàng âm nhạc của Việt Nam thì nó nó vô cùng phong phú, cho nên là uh, Linh Huyền chỉ xin được uh, dùng cái chìa khóa của cụ Vương Hồng Sển, uh, cụ là một một nhà nghiên cứu, um, một một nhà nho học Tây học, rồi cũng là một cái uh, tâm hồn rất yêu mến bộ môn nghệ thuật dân tộc đó là hát bội và cải lương, cho nên là được đọc những cái tập sách, những cái di cảo của của cụ Vương Hồng Sển để lại, Linh Huyền rất tâm đắc và rất mong muốn được xin cụ cho mượn những kiến thức đó làm chìa khóa để đi tìm hiểu thêm về cái bộ môn nghệ thuật cải lương. Thì cụ Vương Hồng Sển sinh ra năm 1902 và cụ mất năm 1996, tức là cụ đã sống trọn cái cuộc đời của mình từ lúc sinh ra và lớn lên trong trọn cái thế kỷ 20 đó, thì cũng là cái thế kỷ mà cái bộ môn hạt giống, bộ môn nghệ thuật cải lương cũng âm ỉ hình thành và ra đời. Thì theo theo lời của uh, cụ sởn để lại thì linh huyền cũng mượn những chìa khóa đó để tìm ra được những cái tên để mà đi tìm hiểu thì qua qua những cái tên đó thì linh huyền xin phép được được được, được uh, giới thiệu cùng quý vị thì những cái vị uh, nhạc quan và nho sĩ danh sĩ mà thế hệ đầu mà mang cái dòng uh, âm nhạc huế vào miền nam đó là cụ Nguyễn Liên Phong, rồi cụ Phạm Đăng Đàn của các cụ. Khi vào mở cõi phương Nam thì chỉ có mang theo những bài giống như là Hành Vân nè, rồi Tứ Đại, Tứ Đại, Tứ Đại Cảnh nè, rồi là 10 bài trong cái thập thủ liên quần. Thì khi vào đến cái vùng đất phương Nam trù phú đó thì với một cái tâm hồn lãng tử và uh, rất là giỏi uyên thâm về 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 uh, âm nhạc phương Đông thì các cụ đã cho ra đời rất nhiều và rất nhiều những cái uh, bài bản biến tấu cũng như là chế tác dựa trên cái âm hưởng của cái âm nhạc Đông phương đó. Thì uh, khi khi dòng nhạc đó chảy Chảy vào Nam Phần Thì hai cụ mà có công lớn nhất Mà mang âm nhạc Để dạy cho các môn đệ Đó là cụ Nguyễn Tống Triều Tức là Tư Triều Và cụ Nguyễn Quang Đại Là thầy ba đợi của mình đó Có hai nhóm đàn ca tài tử Chính thống thời bây giờ Đó là nhóm đàn ca tài tử Nam Trung Bộ do cụ ba đợi làm trưởng nhóm. Còn uh, nhóm uh, tài tử miền Tây Nam Bộ thì uh, do cụ Nguyễn Tống Triều. Thì các cụ chỉ là ngồi dợt với nhau những ngón đàn rồi uh, cùng với nhau hòa tấu để mà đỡ nhớ, đỡ nhớ nhà nhớ quê. Thì uh, sau đó mới hình thành uh, tiếp những cái uh, uh, những cái tích những cái tích mà uh, truyện thơ ở trong miền Nam lúc bấy giờ thì uh, viết thành những cái lời bài ca thì từ đó các các cụ mới là hát hò đối đáp qua lại thì nó mới cho ra một cái bộ môn là đàn ca tài tử. Thì uh, với những cái bài mà mà sơ khai thở ban đầu như hành vân, như tứ đại cảnh, uh, như thập thủ liên Quần như uh, uh, kim tiền tẩu mã chẳng hạn thì cho tới bây giờ cái bộ môn nghệ thuật đàn ca tài tử cũng như là à, âm nhạc tài tử nam bộ phát triển rất là mạnh thì theo cụ vương hồng sển á thì những cái năm 905 tới 900, 909 là đã có những cái ấn phẩm về nhạc tài tử như là tứ tài tử, lục tài tử, bát tài tử, thập tài tử do nhà xuất bản Phụng Hoàng Sang xuất bản thì uh, Linh Huyền được xem những cái cái bản đó thì ở trong cái những cái tập uh, nhạc đó thì có những bài như là uh, như những bài bắt của mình đó là uh, tứ uh, tây thi cổ bản uh, xuân tình rồi uh, là uh, tứ đại quán, tứ đại vắng kim tiền Tẩu mã long hổ chẳng hạn đó là những cái tập nhạc mà thời sơ khai đã đã có mặt bên bên nhóm tài tử nam trung bộ của cụ ba đợi thì thu hút được nhiều môn sinh hơn à, nhạc tài tử lúc bấy giờ thì theo tài liệu để lại á, là cái bài mà mà nổi tiếng mà được rất nhiều à, dân chúng đón nhận đó là bài tứ đại quán. thì cái nguồn gốc cái bài tứ đại quán này á nó được bắt nguồn từ cái âm hưởng của cái bài tứ đại cảnh mà tương truyền cái bài tứ đại cảnh đó là của sáng tác của vua tự đức. thì bài tứ đại cảnh đó theo chân những nho sĩ những danh sĩ những nhạc sĩ những uh, nhạc quan đó khi mà vào nam phần á thì biến thành là uh, tứ đại cảnh Nam phần, rồi sau đó mới cải cách nữa thì mới để cái tên là tứ đại vắng, rồi tứ đại vắng xong mới tới là cái cái tứ đại quán. thì uh, tứ đại quán lúc đó ra đời thì được đón nhận rất là đông đảo khán giả uh, hâm mộ. thế cho nên những cái 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 tích những cái tích truyện uh, thời uh, ở năm phần thời bấy giờ lúc bấy giờ đó thì những cái câu chuyện về lục văn tiên những cái thơ về uh, thuyết kiều uh, từ hải nói chung đó làm nên những cái 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 bài hát sơ khai của cái cái điệu tứ đại quán thì đi đâu dân cũng nghe cái âm hưởng của cái bài tứ đại quán này thì theo Linh Huyền khi mà vào học thầy Úc Trâm thì cũng được học cái bài Tứ Đại Quán Thì cái bài sau này nó làm Linh Huyền nhớ là Bá Lý Hề Bao trái thì đó là mình ca theo bây giờ nhưng mà theo linh huyền được biết là ngày xưa khi mà mới chuyển qua những cái bài hát như thế này thì cái cái giọng của những cái nghệ nhân của mình lúc đó là nghệ thuật của việt nam thời bây giờ nó là hát hát bội cho nên là cái giọng ca vẫn còn rung linh huyền có nghe lại một cái đoạn băng mà do thầy úc trâm để lại thì lúc đó những cái bài tứ đại quán tứ đại cảnh sơ khai này nè À, quý vị tiền nhân của mình hát cái, cái giọng rất là là, là ngộ lắm linh huyền ví dụ nghe nha bao trải bao thó lặng ngữ ác ta chứ nhành ngô giống như hát bội vậy từ từ sau này là mới mới cải cách dần dần thì mới hết hết cái cái rung giống như ư a của hát bội á cho nên là càng 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 đi sâu tìm hiểu thì càng thích cho nên là nói thì nó nó rất là mênh mông và Uh, phong phú cho nên là Linh Hiền cũng chỉ mượn cái cái chìa khóa của cụ Vương Hồng sển để mà cùng trò chuyện với uh, quý vị thôi. Thì cái thứ nhất á là giờ mình mình rút lại là cái uh, nhạc tài tử thì uh, bây giờ á đã như vậy là quý vị thường hay nghe nói là 20 bài bản tổ, á, 3 nam 6 bắc 7 bài bốn oán á. thì uh, theo linh huyền được biết cái cái bộ cái uh, quyển sách mà về uh, bản đàn ca tài tử âm nhạc cải lương mà để lại là của uh, của của uh, võ văn hưng nè của uh, uh, thầy nhị tấn nè uh, nói chung là nhiều lắm tức là linh huyền nhớ là nhất lý Nhì ngâm tam nam tứ oán ngũ điểm lục xuất thất chinh bát ngự cửu nhị thập thủ liên quần thì tập sau linh huyền sẽ kể tiếp cho quý vị về cái cái cái, cái duyên để mà hình thành cái cải lương như thế nào và ra đời ra làm sao à, xin cảm ơn quý vị đã theo dõi à, chương trình nói chuyện về cải lương trên kênh linh huyền media à, xin hẹn gặp lại